Dạ vâng, xin chào tất cả mọi người. Xin chào em Hồng Diệu nhé. Xin chào thằng em Cao Bằng. Xin chào cụ bà U62. Rồi hôm nay chào nhẹ nhàng tí ha. Thì bữa nay anh cũng có lên cái video clip, cái nhíp để gửi đến em Hồng Diệu và gửi đến thằng em Cao Bằng cũng như cụ 62 đó, nói về cái vấn đề gọi như là cuộc tình tay ba ngang trái trái ngang, đúng không? Anh biết em lớn tuổi anh á, 40 rồi đúng không? Già như trái cà rồi. Nhưng mà nhìn đang múc phết. Hôm nay xin bạc rồi có cho không? Ai chứ thằng Tàng này nó bập dữ lắm, nghe không? Em cứ lên em khoe ba cái vấn đề liên quan đến thằng kia là thằng này nó cũng chảy nước dãi rồi đó. Nghe không? Gái đẹp mà ngu gì cũng thèm, đúng không? Hình ảnh thì không biết là có Photoshop không, mấy thằng internet thì có khả năng nó phát mệt vì nó chỉnh sửa hình ảnh cho em á, đúng không? Giờ hình ảnh của con người nhà mà nó chỉnh sửa kiểu gì nó cũng thành gái 18 hết à. Quan trọng gì đến cái chuyện mà đẹp hay xấu nữa, đúng không? Cứ đưa lên trên hình chụp hình ảnh thật đẹp và đưa lên trên mạng internet nhờ mấy thằng net đó, nó chỉnh lại một phát là bắt đầu là đẹp như cô tin. Bà điên mà thành cô tin, đúng không? Thèm, nhìn ngon thật, nhìn múc đó. Muốn bênh em lắm để được cái tiếng, để được cái lời ngon lời ngọt từ em để gửi đến cho anh ấy. Nhưng mà thật sự ra thì cuộc tình nó ngang trái trái ngang với em, làm lố lăng lăng loàn quá trên mạng xã hội cho nên anh không yêu em nữa. Mà anh đến với em anh chỉ thích bắt em thôi, không yêu nữa. Hiểu không? Đến là bắt luôn. Yêu đương gì? Vợ con anh kìa, đúng không? Đề hề. Nó nhỏ nó nghe thấy, nhớ không? Muốn đến với anh á. Giống như thằng Hoa Cương nha. Giống như cái thằng mẹ Cao Bằng kia thì chắc cũng hơi khó đấy, tại vì cái tính tinh thần nó kiên định lắm, đúng không? Dù vợ anh có xấu gấp trăm gấp ngàn lần em, nhưng mà nó ở với anh á là phải trung thành, đúng không? Anh ở nó là phải trung thành, như vậy tình yêu nó mới chân thực được, nó mới hạnh phúc được, đúng không? Chứ không giống như tụi em mà hiện tại bây giờ là U40 rồi mà chưa có một cái mảnh tình nào vắt vai, mà chỉ có những cái hành động gọi như là cướp giật của người khác, đúng không? Chỉ vì cái mục tiêu bập bập thôi, kiếm lợi danh, đúng không? Thèm khát, dục vọng, ai cũng vậy thôi, đúng không? Thằng em Cao Bằng kia nó thật sự ra nó thèm em là cũng phải thôi, tại vì nói chuyện cỡ đó thì thằng nào mà chẳng thèm. Thế anh đây mà coi nước dãi nước miếng mình chảy ra ướt hết cả áo, cắm điện thoại muốn núp luôn điện thoại tại vì có hình ảnh em trong đó quá đẹp quá ngon, đúng không? Đá lồng nhiều nước mắt đưa tình hẹn hò nhau đủ thứ chuyện, nhắc đến cái từ khách sạn vô đó bập phát sướng nhảy tưng người rợn đến người sướng tuyệt vời, đúng không? Thằng em Cao Bằng thì chắc cú dính bẫy một cái bẫy gọi như là bẫy tình, đúng không? Phải bị thôi chứ làm sao không bị được, thằng đàn ông nào nó cũng có cái cần câu mà. Hả? Gặp cá là nó giật thôi chứ. Không? Em là em dụ nó cho cá nó nằm trên thớt. Không? Để nó nằm trên thớt, bắt đầu em bập bập bập, bập bập bập. Đó, quay hết lại những hình ảnh này kia. Em nói em phát hiện ra từ cái ngày sau này em mới phát hiện ra này kia là thằng em Cao Bằng kia nó giả dối với em. Tại vì em như thế nào nó mới giả dối với em. Đó. Thứ nhất là nó đã cặp với cụ bà và tình yêu của nó là trung thành tuyệt đối. Thứ hai nữa là nó sợ bà cụ còn hơn mẹ nó, hiểu không? Lộn xộn bà cắt cắt đứt cái cần câu, hiểu không? Khoai thì nhỏ rồi, súng thì nhỏ rồi mà bà mà đi lên bà cắt một cái phập một phát đứt luôn mất luôn để trai đó, cho nên là nó không dám đến nó cặp với em. Thứ hai, cái thứ ba nữa là tiền bạc của nó lấy đâu ra, đang bán váy bà già đó, đúng không? Làm sao mà đủ chu cấp cho cái nhu cầu thiết yếu của em được, nội phấn son em đắp lên mặt em nó được làm gì mà đủ tiền đó. Thứ hai nữa là em là thuộc dạng là cái máy xài tiền, chuyên đi dụ những người khác để gọi như là kiếm tiền, đúng không? Chứ em đến cái nói cũng chả ngoài cái mục đích gì ngoài tình và tiền. Đó, dục vọng thì có trong người rồi, đàn bà thì ai chẳng có mà đàn ông ai chẳng không có.
gặp nhau là bập nhau liền thôi chứ, bập liền thôi chứ, tha thứ gì đúng không? Hẹn hò nói chuyện đến mức độ vô khách sạn này kia rồi anh yêu em yêu anh thì nói ra như vậy thì cái thằng kia thì cần câu nó ngỏng lên, còn dêm chép của em thì bẹp nhẹp rồi còn gì, nó chẳng thèm, nó không thích ở đó mà giờ phân trần với lại bên nhà, lên những hình ảnh này kia để vạch trần nhau mà cũng tiếc cho thằng em cao bằng kia là chưa bập được em thì phải, đó là sự nó không dám bập chứ không phải là nó chưa, cỡ như em thì chắc có khả năng là bập dễ lắm đúng không, anh không chửi em đâu, anh nói đó nói sự thật đó. Em thông cảm tại vì anh nhỏ tuổi hơn em nhưng mà anh vẫn kêu bằng em, tại vì em đang bập cả cái thằng cao bằng kia thì anh đến bà cụ số 2 mà anh thích anh còn kêu bằng em, cụ số 5 nha anh còn kêu bằng em kìa, cái huống gì em đúng không, những người mà như tụi em á, lên mạng xã hội anh kêu bằng em hết, em là may còn kêu bằng những cái khác này kìa, nhưng mà không đến mức độ như vậy, mình là con người với nhau đúng không, sống sao cho nó hiểu, sống sao nó đúng, phát ngôn ra những lời nói để cho tất cả mọi người bà con thiên hạ trong ngoài nước người ta cũng xem video của anh, người ta cũng hít được là anh là cái thằng như thế nào, còn tính anh là thật nói thèm ấy, nhìn thấy em là thèm, nó nói thèm thích bập là thích bập đấy, gặp em bập chết luôn, lén vợ bập chết luôn, vợ anh dễ lắm không giống như cụ đâu đó, bản thân em cao bằng thì bây giờ phải nằm trong cái khung thôi chứ làm sao mà có cái diện cựa quậy được đó, trước đó thì không biết như nào có những cái lời gọi như là lén lút, mỗi khi mà nói thật sự là nó có đến với em thật đấy, nó yêu đấy, những cái cách nói chuyện nó nói như nó như vậy là nó yêu đấy chứ không phải là nó không yêu đâu, đó là thật sự là tình yêu của nó là lén lút đấy, nó mà ra được khỏi cụ bà là nó điện cho em liền đó, ở với cụ bà nhưng tinh thần là lúc nào cũng trong lao tù á, để trong khách sạn đúng không, tinh thần lúc nào cũng nghĩ đến đến em, thì đó là tình yêu chân chính, tình yêu lén lút thật sự, mà đó mới là cái tình yêu đẹp của nó. Còn nó ở với cụ bà thì giống như tra tấn đúng không, đêm nằm chắc cú thì gặp nhiều ác mộng, và đã ngủ với cụ bà hoặc là có leo lên bụng cụ bà để bập á, thì có khả năng là chỉ nghĩ cái hình ảnh của bà là em thôi đó, trong cái giai đoạn đó được chưa, chắc cú là như vậy, không thể nào có cái chuyện mà lên cụ bà mà đang đang còn cu lên em mà lên cứ bập cụ bà để giải quyết cái vấn đề cho cụ bà không nghi ngờ thì làm sao mà nó làm được đúng không, cỡ nào phòng theo thì cụ bà với thằng em đó thì khả năng anh đoán dự đoán đêm bốn cái thì trước đó mới về, chứ còn thằng em đó thì không bằng thằng Tây Lông đâu, thằng Tây Lông thì nó bập phát đêm bốn phát thì được, còn thằng em cao bằng kia thì khả năng là sức nó không 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 mạnh và nó không thể nào nó ấy được, cho nên là nó không thể bập mạnh như thằng Tây Lông. Cụ bà thì nhu cầu của cụ bà thì cụ bà 62 với cụ bà 65 thì y chang nhau chứ không khác gì đâu. Độ sung mãn thì đừng có hỏi độ bền. Chứ biết khi nào mà tàn được đâu. Hồi sinh lại rồi thì có khả năng mười mấy 20 năm mới khi xuống lỗ đang còn thèm tập. Thật. Đó. Còn em mà đủ vô khách sạn may cho cái đợt đó là em không vô. Em không ấy, bà cụ bà biết rồi. Không phải vừa đâu, bà không chỉ phải dặn vừa đâu. Đừng có giỡn với cụ. Mấy bà đó mà đã yêu ai rồi là tinh thần mấy bà dữ dằn lắm và giữ được những cái cả những kinh nghiệm ở trong con người mình rất là ghê gớm, mà khi ghen thì đừng có hỏi cái độ bền, thứ nhất là thằng em nó cắt may không gặp bà mà gặp cắt luôn cắt đứt sạch, còn em á tóc khoác rồi con chim chép bà bạch ra hai miếng nghe không, phanh ra hai miếng để gãy rọp xong thì không may cho em, bây giờ em đang còn ngồi đó em đưa được những hình ảnh này kia lên, em đưa được những cái câu chuyện này kia lên là may cho em đó. Đó là có ông bà phù hộ chứ không phải đơn giản đâu. Đúng không? Không ai ai mà dám bập cái thằng em của cụ. Nhìn đó là đã biết là cụ giữ cỡ nào rồi mà còn dám lao đầu vô để bập công khai, mà cụ đã biết rồi mà cứ vậy cũng lén lút để mà bập nhau, rồi cuối cùng là đang lấy lại những cái video đăng mạng xã hội. Em nói là em đưa những hình ảnh đó lên trên mạng xã hội là ra đường xe tông em chết chứ, thì em đưa lên bây giờ em đưa lên như vậy thì là như thế nào? Thế lời nói của em như thế nào? Hay là em cũng chỉ thực dạng là nói phép nói láo mà em không sợ cái nghiệp cái khẩu khẩu nghiệp hả, biết cái khẩu nghiệp như thế nào không, hứa cái gì nó tự nó tạo ra thật đấy, rồi anh khuyên em là em nói thì em làm, nhưng hiện tại bây giờ là chuyện câu view câu like thì view em có, đó cũng là một công việc làm ăn trên mạng YouTube cũng giống như tụi anh đó, còn không biết là đường dây của tụi em á, là có tập trung với nhau để gọi như là câu kéo để đưa view đưa like lên để cho sự việc nóng nóng hổi lên hay không thì cái đó anh không biết, còn tụi anh nhìn thấy thì tụi anh nói những chuyện đó chuyện của tụi em
lợi dụng mạng xã hội để gọi như là công kích nhau để là hòng nổi tiếng thì cái đó cái chuyện của tụi em, còn anh không biết, đúng không? Tụi anh cứ bám theo vẽ, tụi anh phân tích, tụi anh bình luận về cái vấn đề tụi em nói, đúng không? Cụ bà với thằng em Cao Bằng là hứa sẽ đưa ra rất là nhiều cái tin tức mới liên quan đến em để vạch trần cái bộ mặt thật của em đó trong thời gian sắp tới, và bà cũng hứa là bà sẽ kiện tới nơi tới chốn, chỉ cần bà kiện một phát thôi là em cũng ra đi tìm đường cứu nước. Còn bà cũng nói rằng là thương em ở chỗ là em không có tiền, đúng không? Em chỉ đi kiếm đồng tiền của thằng này thằng kia, rồi em cũng nhà nghèo này kia không có tiền có bạc gì đâu, kiện nó lấy đầu tiền mà nó đập để nó trả tiền kiện, đúng không? Cho nên á, cẩn thận với cụ không phải dạo vừa đâu đó. Còn thằng em Cao Bằng kia thì em thôi, tốt nhất là em không yêu được hắn nữa thì hắn không yêu được em nữa thì thôi, không dụ được hắn nữa thì thôi, chứ hắn ở với cụ là anh không dám nhúc nhích đâu. Thật sự cụ cũng hét một tiếng nhưng có mà chui gầm giường nằm ở dưới đó, nó đi bập với em ở khách sạn này kia, chả qua nó trốn, ngày xưa nó trốn cụ cũng chưa nghi ngờ, lúc đó cụ cũng mới về làm dâu xứ người cho nên là cụ cũng hơi thư thả cho một tí, đúng không? Đó, mới mà thư thả nhau tí chứ mà đã ở lâu rồi biết tính thằng chồng trăng hoa cỡ đó, kéo lúc nào để sẵn trên đầu giường á, hiểu không? Lộn xộn nhích và chích lên nào cháu khít đó. Còn em nói là em, anh nên coi hết những cái video của em rồi anh hãy nói bỏ đi em ạ. À, thời gian đâu mà anh coi, coi bấy nhiêu đó là anh hiểu được cái sự việc rồi, cần gì phải coi cho nhiều đó. Sự việc của em thì quay đi quẩn lại cũng chỉ chủ yếu là cho gài bẫy với nhau vô xong, rồi cũng căng lắm thì đến cái giai đoạn cái tập kết thúc của em là bắt cái thằng Cao Bằng kia ở trong khách sạn, rồi bà đến bà nắm cổ hai đứa, bà giọng bờ tường rồi bà cắt đi cái hàng của thằng đó, rồi bà xé cái hàng của em ra, thì cái đó là cái bộ phim kết thúc, cần gì phải coi lên chi cho nhiều. Còn cái chuyện em nói anh không cần biết, đã đến nhau thì mùi mẫn, lừa đảo nhau trên mạng xã hội, đến khi yêu thì yêu rất là mạnh, nhưng khi cắn thì cắn rất đau, cái đó anh đã từng trải và xã hội ai cũng biết hết cái chuyện đó rồi, coi chi cho nhiều. Em làm như vậy thì tụi anh tự biết được là cái kết thúc của cái câu chuyện nó sẽ như thế nào, đúng không? Dài chẳng làm gì, coi làm gì cho tốn thời gian, để thời gian đó mà nghĩ ra những cái câu hay mà để phân tích và để bình luận cho tất cả mọi người cùng xem, đúng không? Còn cái những cái vấn đề sau này mà cụ bà thằng em kia nó đưa ra thì tụi anh lại tiếp tục cập nhật những thông tin, nó được phân tích cập nhật để gửi tới tất cả mọi người và gửi đến em để coi cái sự việc ai đúng ai sai đó, còn ai giục ai, ai máu hơn ai đó, ai xấu xa ai hiền lành, từ từ rồi xã hội người ta sẽ biết qua những cái câu chuyện, qua những cái cuộc phân tích của tất cả anh em chúng tôi đó, là tất cả mọi người đều biết. Còn cái chuyện mà cứ lên là tôi đúng, ai cũng phải nhận rằng là mình làm đúng thôi, không thể nào mình có cái chuyện làm sai đó, cứ nghĩ rằng mình đúng nhưng cái sự việc đó hoàn toàn là sai với xã hội. Ví dụ điển hình như của bà với thằng em Cao Bằng thế thôi, đến với nhau là cứ nói là tôi đúng với xã hội, pháp luật chấp nhận là tôi đúng, nhưng mà xã hội nó chấp nhận đâu, ta chửi cho banh chành trên mạng xã hội đó, em hiểu không? Bây giờ những hình ảnh của em với thằng em tên Cao Bằng kia là em đánh đổi cả một cái sự trinh tiết, đánh đổi cả một cuộc đời của em để em chấp nhận, em đưa lên trên mạng xã hội để cho tất cả mọi người phỉ báng em, đến bây giờ là phỉ báng rồi đó, chứ người ta không có châm chọc nữa đâu, người ta không có bênh vực em nữa đâu, tại em đưa quá lố lăng những hình ảnh đó thì người ta nên giấu đi. Cuộc đời yêu đương của một đứa con gái, một thằng con trai cũng thuộc dạng đổ lịch đấy, cho nên là không đẹp đẽ gì đâu, đúng không? Lần nữa là Tàng TV xin gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý vị và các bạn, sẽ có những video mới lần sau hay hơn để gửi tới tất cả mọi người, rất mong được sự ủng hộ tất cả mọi người bằng cách nhấn vào nút đăng ký, của nhấn vào quả chuông để theo dõi những tin tức mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo ạ.